Hát là em Trác và em Anh My. Dancer là Bảo Trân, Thanh Xuân, Thùy Dương, Lily, Tường Vân và Thu Thảo. Again, Me Linh dancing groups will come on stage with you again. And this time, they not only dancing by themselves, but with also the dragon dancing. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháu tôi à. Để đúng ngày mà mình đi thế nào. Nó đang giống bả. Cảm ơn các em. Và cũng xin thưa với quý vị, lúc đầu là các em sinh trưởng ở đây.